kính chào quý vị và các bạn tại miền bắc vẫn có nắng hanh còn ở trung trung bộ cũng như tây nguyên và nam bộ vẫn có mưa rông mạnh Cụ thể dưới tác động của không khí lạnh tầng thấp trên cao lại là trường phân kỳ khô nên thời tiết miền Bắc trong ngày giải phóng thủ đô vẫn có nắng hanh với nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Cần lưu ý là độ ẩm trưa chiều xuống thấp chỉ từ 45 đến 55%, tiết trời hanh khô dễ khiến mắc các bệnh về đường hô hấp, đặc biệt là hiện tượng chảy máu cam ở người già và trẻ nhỏ tại miền trung khu vực thanh hóa nghệ an trong ngày hôm nay phổ biến không mưa ngày nắng nhiều trưa chiều độ ẩm khá thấp cùng nhiệt độ cao nhất từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ nên bà con cần hết sức lưu ý khả năng xảy ra hỏa hoạn cháy rừng phần còn lại từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận nên nhiệt độ trong ngày giao động từ 28 đến 31 độ. Về chiều tối, sau chịu tác động của nhiễu động gió đông trên cao kết hợp với gió đông bắc tầng thấp, tuy không quá mạnh nhưng sẽ tiếp tục gây mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to lui xuống phía nam, khu vực tây nguyên và nam bộ phổ biến là ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ cao nhất ngày tại tây nguyên giao động từ 28 mươi đến ba độ, còn nam bộ là 30 mươi đến ba độ, có nơi cao hơn. Đến với biển đông, tại quần đảo hoàng sa và quần đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Nhiệt độ tại cả hai quần đảo không vượt quá ngưỡng 33 độ. Khu vực Hà Nội ít mây, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ cao nhất ngày từ 31 đến 33 độ.